cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay để mình dắt mọi người đi tham quan hội sách ha. Chuyện là vào hôm Chủ nhật, trong lúc đi làm mình tranh thủ đọc sách thì bị chị đồng nghiệp kế bên khịa. Em đi làm khỏe quá ha, hết thấy đọc sách rồi nhắm mắt nghỉ ngơi rồi đi rửa mặt. Đi làm như đi du lịch vậy đó. Mình cười cười nhưng mà mình vẫn để bụng nha, kiếm dịp nào khịa lại chị. Trong lúc để bụng như vậy thì mình vô tình phát hiện ra được, à hôm nay là ngày cuối của hội sách. Cái hả mình mới tranh thủ là bỏ hết tất cả những công việc đang có trên tay để đi hội sách. Mà mọi người biết rồi đó, làm thì làm quanh năm suốt tháng, làm lúc nào không làm được đúng không? Hội sách hôm nay lại là ngày cuối nữa. Nó là người khác nha chứ không phải mình. Chứ thật ra là mình làm nửa buổi thôi, mình tranh thủ thời gian kết ra mình đi hội sách. Hội sách lần này thì được diễn ra ở nhà văn hóa thanh niên quận nhất nè, với nhiều khu và nhiều đầu sách được giảm giá 20-30%. Có những cái khu vực flash sale riêng nữa. Mọi người, tôi đang tìm quyển sách gì? Rộng quá phải không? Rộng quá thì bó hẹp lại ha. Đố mọi người, tôi đang tìm quyển sách thuộc thể loại gì? Nói điều này ra thì nó rất là kỳ cục, nó sẽ hơi ngại. Nhưng mà không biết mọi người có giống tôi không nha. Kiểu để tôi mô tả cái không gian lễ hội sách cho mọi người dễ mường tượng. Là xung quanh toàn những cái sách thôi ha, nhưng mà ở góc bên phải hàng trên cùng sẽ là dãy flash sale. Với từng khung giờ sẽ có những đầu sách được sale với giá đậm, với điều kiện là bạn phải mua trong cái khung giờ đó và tính tiền trong khung giờ đó luôn. Tôi mới lựa được 2 cuốn trong một flash sale mà tôi rất là ưng ý luôn nha. Tôi thấy là chưa tới giờ tính tiền thì thôi đi lượn xuống thêm một vòng. Cái đi xuống rồi tôi mới mở Shopee ra, tôi so sánh thử coi giá nó như thế nào. Thì công nhận flash sale là flash sale thật nha mọi người. Giá nó giảm sâu hơn của Shopee luôn. Tới đây hỏi chuyện ngoài làng xíu ha. Mọi người tia trai đẹp gái xinh như thế nào? Tôi hả? Thì trai xinh gái đẹp đều nhìn hết mọi người ơi, đều thích hết. Tôi sẽ giả bộ, tại vì nhìn trực tiếp, nhìn lộ liễu quá thì rất là mất giá đúng không? Tôi mới giả bộ cầm cái điện thoại lên, giả bộ tia một vòng cái cảnh xung quanh đó. Nhưng mà thật ra thì mọi người thấy điểm nhấn trong hình không? Và video này trích từ một content khác mà mình sẽ lên trong tương lai ha. Còn đây là quyển sách mà mình hy vọng được gặp ở hội sách mà không có nè mọi người. Ok, mình ghim trước cuốn này ha. Một. Đây là quyển gì? Brainwash, thành lọc não bộ. Nhưng mà dạo này coi về tâm lý hơi nhiều, hơi bị sợ tiếp thu không kịp á, nên là chuyện đang nhắm tới cuốn này. Rồi ok. Ở lúc lấy xe thì điều khiến mình bất ngờ là giá sửa xe lên tới 10.000 lần. Mình muốn đến chính là mà mình trả lên góc trên, nơi cũng tổ chức một cái lễ hội song song. Mà lúc đầu mình tưởng ở góc đó là tổ chức lễ hội sách, nhưng mà không phải. Mình đồng ý đây là khu vực quận nhất, nhưng mà hôm mình đây là buổi sáng nè, không quá là đông người nè, và mình vào cũng chưa tới một tiếng mà tính mình cái giá đó. Thì điều khiến mình cảm thấy không hợp lý chính là giá giữ xe thôi. Nhưng mà người ta có giữ xe cho mình thì mình vẫn phải đưa tiền chứ đúng không? Ok, đó là trải nghiệm đi lễ hội sách của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc video của mình ha. Hẹn mọi người vào một dịp tiếp theo. Anh, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.